Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 9 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện Văn Lâm hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Đổi thay cho quê hương cách mạng xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang. Gặp gỡ ông Nguyễn Đức Thụy, người hai lần được trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm học mới 2018-2019, huyện Mỹ Hào tăng trên 4.400 học sinh. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8, huyện Văn Lâm đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Sự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Với đề mục, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong quá trình diễn tập, huyện Văn Lâm đã tổ chức các hội nghị theo đúng trình tự, thể hiện vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành trong thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng và sang thời chiến trong từng tình huống diễn tập, đảm bảo đúng nguyên tắc trọng tâm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong việc đề xuất biện pháp, phương án sát với các tình huống giả định, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đối với các khu vực diễn tập thực binh các cấp, tổ chức huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua. Sau 2 ngày diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Lâm năm 2018 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Chiều ngày 31 tháng 8, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh đã tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa tặng bà Lê Thị Ninh là vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau 2 tháng khởi công xây dựng, căn nhà tình nghĩa của bà Lê Thị Ninh đã hoàn thành với diện tích 205m² trong ngõ xóm trên đất của gia đình bà với tổng kinh phí 194 triệu đồng. Theo đó, Ban Chỉ đạo của tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng. Đây là công trình thể hiện sự tri ân của cấp ủy chính quyền nhân dân với các đối tượng chính sách, người có công đã cống hiến hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân dịp này, đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương cũng trao tặng bà Lê Thị Ninh nhiều phần quà ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, nói đến xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang là nhắc đến một vùng quê cách mạng với truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường với những con người mà lịch sử mãi mãi ghi danh, đó là nhà cách mạng Tô Trấn, Tô Hiệu, Lê Văn Lương, Nguyễn Công Hiệu, v.v. Mỗi tấm gương, mỗi cuộc đời hy sinh cho cách mạng mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo. Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, các thế hệ xã Nghĩa Trụ đã không ngừng rèn luyện, học tập, gìn giữ, phấn đấu xây dựng quê hương. Đến với Nghĩa Trụ hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay từng ngày. Những ngôi nhà cao tầng được xây dựng sàn sát, các tuyến đường từ xóm thôn xã đến đường xa đồng đều được cứng hóa, các công trình công cộng ở các thôn đến xã đều được xây dựng khang trang. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực trong học tập, phấn đấu, năng động, dám nghĩ, dám làm của các thế hệ cán bộ, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm gần đây là Nghĩa Trụ là quê hương tôi là có sự thay đổi vượt bậc, đời sống của nhân dân là không ngừng được nâng lên về mọi mặt, và từ đó thì có thể tạo cái lòng tin rất nhiều cho nhân dân tin tưởng vào đường lối và chủ trương của Đảng. Từ những cái thay đổi như vậy cho nên là vai trò của mỗi người dân trong cộng đồng thì cần càng có những thay đổi nhận thức, càng phải có sự gắn bó hơn, trách nhiệm hơn. Với lợi thế gần thủ đô Hà Nội và các khu công nghiệp, xã Nghĩa Trụ đã định hướng phát triển kinh tế sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa, giá trị kinh tế cao gắn với phát triển dịch vụ. Đến nay, xã đã có gần 200 hộ chăn nuôi trên 600 hộ kinh doanh dịch vụ, hàng trăm mô hình chuyển đổi cây trồng, trong đó nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng một năm. Tính trung bình,
thu nhập đầu người đạt gần 40 triệu đồng một người một năm, giá trị trung bình 1 hectare canh tác đạt trên 200 triệu đồng một năm. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tăng rõ rệt, diện mạo của quê hương thay đổi từng ngày. Xã Nghĩa Trụ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận về đích nông thôn mới năm 2016. Thời gian tới thì phải tiếp tục chuyển đổi cây trồng để mà nâng cao thu nhập cho nhân dân và phát huy tốt các cái dịch vụ sẵn có của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp nhỏ, các hộ tư nhân phát triển dịch vụ, đào tạo nghề cho cái lực lượng trẻ để tham gia lao động công nghiệp trong khu vực. Cùng với phát triển kinh tế, Nghĩa Trụ còn đặc biệt quan tâm đến việc tu tạo các công trình lịch sử văn hóa, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa tại khu nhà tưởng niệm các anh hùng cách mạng, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống của quê hương. Cháu cảm thấy rất là tự hào vì cháu được sinh ra trong một quê hương cách mạng và cháu sẽ luôn ghi nhớ công ơn đó và sẽ cố gắng để hoàn thành tật thốt nhiệm vụ học tập của mình để trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho đất nước. Tự hào là một vùng quê có truyền thống yêu nước và cách mạng. Cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Trụ đều có nhận thức phải phát huy truyền thống của ông cha, làm hết trách nhiệm để truyền thống ấy tiếp tục tỏa sáng, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước. Một lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã là hiếm, vậy mà có người con của Hưng Yên hai lần được phong tặng danh hiệu cao quý ấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là đại úy đặc công nước huyền thoại, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Thụy, quê thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Nguyễn Đức Thụy xung phong lên đường nhập ngũ tháng 3 năm 1967 và được tuyển chọn vào đơn vị đặc công của Bộ Tư lệnh Đặc công. Ông đã tham gia trên 100 trận đánh lớn nhỏ. Trước mỗi trận chiến, ông và đồng đội đều giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời là đánh cùng với đồng chí Cát là trận cực kỳ nguy hiểm nhất. Đánh chìm cũng 4 chiếc, hai chúng tôi tìm được mục tiêu, thì tiếp cận mục tiêu, thì đồng chí Cát bị chuột rút. Đành rằng tôi phải ra lệnh cho đồng chí Cát rút khỏi lên cồn, nước đã cạn, lên cồn, và còn một mình chiến đấu. Giao đồng chí lên cồn về phía sau, và một mình ôm trái thuốc nổ cực mạnh, tổng hợp 80 cân thuốc nổ ấy, tiếp cận mục tiêu hơn một cây số, bắt đầu mới vào được cụm tàu. Tôi điểm hóa ngoài nổ, hẹn hơn một giờ. 2 giờ mới tiếp cận được mục tiêu, 3 giờ thì cháy nổ, 3 giờ sáng cháy nổ. Và khi rút ra được khỏi mục tiêu, cách cồn, nước lên, rút ra đúng nước lên, thì đưa tôi vào cồn. Chưa tới cồn thì cháy nổ, lúc ấy chỉ nghe đến dịch là tôi không biết gì nữa. Mỗi một lần đi chiến đấu vượt qua biển khơi ấy, hầu hết đơn vị tôi vui vẻ, đồng chí nào cũng vui vẻ, là trước khi nhận nhiệm vụ vui vẻ và đơn vị đều truy động sống. Lập nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, năm 1973, ông Nguyễn Đức Thụy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng, và năm 1976 được trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tham gia công tác trong quân đội đến năm 1988, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Thụy xuất ngũ. Trở về địa phương, ông lại tích cực tham gia làm bí thư chi bộ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Đến nay, đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần lạc quan của người lính, lối sống giản dị mộc mạc của ông luôn được tôn trọng và đáng để thế hệ trẻ noi theo. Nói về anh Hùng Thụy thì thứ nhất là về chấp hành như vậy là chính sách đảng nhà nước rất là tốt, chăm lo đến thế hệ trẻ. Đấy, thế rồi là nhất là các đoàn thể đấy, và chăm lo đến đoàn thanh niên, thế hệ trẻ là rất là noi theo. Đấy, hàng năm là coi là tuyển quân là rất là đạt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do áp dụng trồng và chăm sóc nhãn theo đúng quy trình Việt Gáp nên vụ này các hộ dân ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu tiêu thụ nhãn quả thuận lợi.
Vụ này, xã Đồng Kết có 100 hộ dân tham gia trồng nhãn theo quy trình Việt Gáp, ước thu khoảng 300 tấn quả. Theo các hộ dân cho biết, từ khi sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp, chất lượng và mẫu mã sản phẩm nhãn chín muộn Miền Thiết không ngừng được cải thiện. Nhiều thương lái đã chủ động tìm về để thu mua nhãn với giá cao hơn, từ 3 đến 5.000 đồng một kg so với bán tự do ngoài thị trường. Mới đây, xã cũng đã phối hợp xuất thử nghiệm được 1 tấn nhãn quả sang Nhật Bản. Đến thời điểm này, các hộ dân đã xuất bán được trên 50% diện tích. Một số hộ có diện tích trồng nhiều như gia đình anh Đỗ Bá Ngọc trên 2,7 mẫu, ông Lê Thế Xanh 1,5 mẫu, ông Bùi Văn Chiến 1 mẫu đã cho thu nhập đạt bình quân từ trên 100 đến 150 triệu đồng một mẫu. Do làm tốt công tác quản lý, thanh kiểm tra, thực hiện chặt chẽ việc đối chiếu dư nợ của người vay thông qua các tổ hội từ cấp thôn đến cấp huyện, nên Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã hạn chế phát sinh những sai phạm trong hoạt động tín dụng chính sách. Tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2018, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách tỉnh là trên 2.400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99% kế hoạch. Tuy nhiên, nợ quá hạn khoảng 1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 0,04%. Đây là mức thấp nhất so với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và là một trong 3 đơn vị có số nợ quá hạn thấp nhất của cả nước. Có được kết quả này là sau thời gian qua, Ngân hàng Chính sách tỉnh quản lý tốt các đối tượng vay vốn, bám sát cơ sở, phối hợp với các tổ hội từ cấp thôn đến cấp huyện để tư vấn, giúp các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả, đồng thời đưa ra các giải pháp chỉ đạo phù hợp, chấn chỉnh nhằm hạn chế giảm nợ quá hạn phát sinh. Những ngày này, thầy và trò các trường học trên địa bàn huyện Phù Cử đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Phù Cử đã xây mới và sửa chữa 60 phòng học, mua sắm các trang thiết bị, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học. Hiện các trường học trên địa bàn huyện đang tích cực chuẩn bị cho ngày khai giảng diễn ra sôi nổi. Các em học sinh khẩn trương tổng vệ sinh trường lớp, trang trí phòng học. Nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian được thầy và trò các nhà trường chuẩn bị công phu. Tất cả các trường học trên địa bàn huyện đều được chỉ đạo khai giảng ngắn gọn, hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh trong ngày hội đến trường. Ngày hội khai giảng chúng tôi xác định là một ngày hội mà thực sự là của học sinh. Trong ngày khai giảng thì chúng tôi có hai phần là phần lễ và phần hội. Tuy nhiên chúng tôi quan tâm nhiều đến phần hội của các em học sinh. Và trong phần hội này thì đối với nhà trường chúng tôi là có họp các em học sinh lại và cho các em học sinh tự xây dựng ý tưởng. Trong phần lễ thì chúng tôi quan tâm nhiều đến đó là cái không khí của buổi lễ để làm sao một không khí vừa trang nghiêm và cũng là đầy những cái sự ấn tượng để các em học sinh bước vào một năm học mới. Năm học mới 2018-2019, số lượng học sinh ở cả 3 bậc học của huyện Mỹ Hào đều tăng đột biến so với năm học 2017-2018. Khiến huyện gặp không ít những khó khăn trong việc bố trí đủ giáo viên giảng dạy trên lớp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học này, toàn huyện có trên 30.600 học sinh ở 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tăng trên 4.400 học sinh. Riêng bậc tiểu học tăng trên 800 học sinh, bậc học mầm non tăng trên 2.360 cháu so với năm học 2017-2018. Để khắc phục tình trạng tăng đột biến học sinh do gia tăng dân số cơ học, Phòng Giáo dục huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch từ năm học trước, tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt số phòng học để xây dựng và tu sửa. Đến nay, toàn huyện đã tu sửa và xây dựng mới thêm 72 lớp học đưa vào sử dụng cho năm học mới này. Tuy nhiên, do tăng 112 lớp so với năm học trước, trong khi số biên chế giáo viên không được tăng. Hiện đang gây khó khăn cho công tác bố trí giáo viên đứng lớp giảng dạy, đặc biệt là ở bậc học giáo dục mầm non. Ngày 1 tháng 9, trường trung học cơ sở Giã Dị Chế huyện Tiên Lữ đã tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường trung học cơ sở Dị Chế hiện có 38 cán bộ giáo viên, nhân viên và hơn 400 học sinh, trong đó có 74% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Đây là trường có truyền thống dạy và học nhiều năm liên tục, đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, được Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Hàng năm nhà trường đều có số học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, xếp thứ 2 của huyện. Chỉ tính 2 năm học gần đây, trường có 6 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, 27 học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, nhà trường được tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cùng nhiều trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy và học.
Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ học và chơi, trường mầm non xã Đồng Thanh, huyện Kim Động luôn chú trọng đến bữa ăn bán trú cho trẻ, đảm bảo đủ lượng và dinh dưỡng thực phẩm khi trẻ đến trường. Toàn trường hiện có 400 trẻ chia làm 12 lớp, trong đó có gần 100% trẻ ăn bán trú tại trường. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho trẻ, từ việc mua thực phẩm đến chế biến thức ăn đều được nhà trường quan tâm và quản lý tốt. Trong một tuần, bữa chính, bữa phụ đều được trường lên thực đơn chi tiết theo từng ngày với đa dạng các loại thức ăn như thịt, cá, tôm, rau, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Dụng cụ nấu ăn đều bằng inox và được giữ khô bằng máy sấy. Việc đảm bảo đủ lượng thức ăn cho trẻ cũng được trường thực hiện nghiêm túc thông qua việc cân định lượng thực phẩm sống và chín, sau đó phân chia đều cho mỗi trẻ. Hai năm gần đây, thầy cô trong trường còn tự trồng rau để cung cấp cho các cháu nhỏ với mô hình vườn rau sạch. Do làm tốt việc chăm sóc bữa ăn cho trẻ, nên năm học 2017-2018, trường không có trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng. Trong cái bếp ăn bán trú ở nhà trường thì khâu nào cũng là quan trọng. Nhưng cái khâu quan trọng nhất theo tôi đó là cái khâu từ cách sơ chế và cách giao nhận thực phẩm. Đấy. Khi ta giao nhận thực phẩm thì chúng ta phải kiểm tra về chất lượng, xem có đảm bảo được tươi mới và có còn tươi ngon không. Sự giám sát kiểm tra của quản lý nhà trường sát sao từng ngày từng giờ. Đấy, thì dẫn đến để cho nhân viên của chúng ta làm theo một cách nó đúng và nó hạn chế tối đa cái mức mà xảy ra ngộ độc thực phẩm. Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người chết, làm 80 người bị thương. So với 8 tháng năm 2017, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, tăng 1 người chết và giảm 5 người bị thương. Một số địa phương tai nạn giao thông tăng cao như Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào và Khoái Châu. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông được xác định chủ yếu là do người điều khiển phương tiện giao thông không làm chủ tốc độ, không đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh vượt không đúng quy định, không chú ý quan sát khi qua đường, sau nhau. Trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, trong tháng 8 năm 2017, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 3.500 trường hợp vi phạm giao thông, đã xử lý gần 2.794 trường hợp với số tiền xử phạt gần 2 tỷ 500 triệu đồng, tước 212 giấy phép lái xe, tạm giữ 748 phương tiện. Nhằm đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh và các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng quy định, phòng chống ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, đồng thời lên phương án ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp và tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến dọc tuyến quốc lộ và các tuyến huyện lộ để nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chủ động nắm tình hình trên các địa điểm vui chơi và những cái nơi cổng trường để đảm bảo trật tự. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng thanh tra giao thông, sở giao thông vận tải cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ và nội ô thành phố Hưng Yên nhằm kiểm soát và xử lý triệt để hoạt động vận tải hành khách vi phạm luật giao thông như đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người theo quy định. Bên cạnh đó sẽ tập trung kiểm tra ở các bến xe nhằm giám sát và kịp thời chấn chỉnh những vi phạm về vận tải khách và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về hành lang an toàn giao thông. Thanh tra giao thông chúng tôi thường xuyên kiểm tra các cái điểm đón trả khách đỗ dừng, và hai nữa là chúng tôi mà nhắc nhở các lái xe tác phong phục vụ, và công tác chúng tôi thường xuyên kiểm tra công tác là
về cái đảm bảo an toàn giao thông, cháy nổ, rồi là các cái việc xe ra vào bến để cho an toàn tốt hơn. Để dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vui vẻ, an toàn, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền, hội đoàn thể cần tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, mỗi cán bộ công chức cần nêu gương và vận động người thân trong gia đình trong công tác thực hiện nghiêm quy định của luật an toàn giao thông đường bộ.